hương vị ngon sảng khoái từ trà mật ong Bon Cha vị tắc với 100% mật ong nguyên chất, tắc thơm thanh mát cùng trà xanh nguyên lá. Trà mật ong Bon Cha giải tỏa cơn khát đầy hứng khởi. Trời sẽ có mưa to. Thời tiết thay đổi gây đau mỏi đốt sống cổ, đau mỏi vai gáy. Người có huyết khối, tắc mạch, rối loạn tiền đình gây đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên vai gãy Thái Dương hỗ trợ giảm nguy cơ huyết khối, tắc mạch. Viên vai gãy Thái Dương dùng cho người đau mỏi đốt sống cổ, đau vai gãy, rối loạn tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt. Đau mỏi đốt sống cổ, đau mỏi vai gãy, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt. Đã có viên vai gãy Thái Dương. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Vì sự hoàn mỹ trong từng giọt sữa, TH đã nỗ lực không ngừng xây dựng trang trại bò sữa tập trung ứng dụng công nghệ cao lớn nhất thế giới và đạt chuẩn quốc tế. Tại đây, đàn bò được ăn thức ăn từ 12 đến 15 món, được theo dõi sức khỏe bằng chip điện tử Avitat gắn ở chân, được nghe nhạc, uống nước sạch và tắm mát mỗi ngày để cho ra dòng sữa tươi sạch, tinh túy từ thiên nhiên. Tặng ngay một hộp khi mua 2 lốc sữa tươi tiệt trùng cùng loại. TH True Milk, thật sự thiên nhiên. Bệnh mạch vành có các biểu hiện khó thở, đau thắt ngực, hồi hộp, nhịp tim nhanh, được chiết xuất từ các thảo dược thực phẩm bảo vệ sức khỏe mạch vành Win Win, hỗ trợ hoạt huyết, hỗ trợ giảm nguy cơ nghẽn mạch vành gây đau thắt ngực do huyết khối. Khó thở, đau thắt ngực, hồi hộp, nhịp tim nhanh đã có mạch vành Win Win. Khó thở, đau thắt ngực, hồi hộp, nhịp tim nhanh đã có mạch vành Win Win. Khó thở, đau thắt ngực, hồi hộp, nhịp tim nhanh đã có mạch vành Win Win. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thuốc cho bệnh. Ultip chứa các dưỡng chất sinh học quý từ thiên nhiên, chống gốc tự do, bảo vệ tế bào thần kinh và mạch máu não. Ultip cải thiện chóng mặt, đau đầu, mất ngủ. Biên giới như thế nào rồi? Dạ, dọc chuyến từ Lào sang, tất cả đang an ninh bất động. Kỳ này tụi nó đánh mạnh quá, hở thằng nào mất thằng đấy. Em tính chuyến này hàng từ Cam vào Nam, còn lại là khách lo. Tốt, lòng vòng như thế là tốt đấy. Bọn chúng không thể nào đoán ra được. Cứ chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đi. Chuông reo là bắn. Lần này tận 2 tấn đấy nhá. Dạ, em hiểu rồi. Anh đeo quả khẩu trang ở trong rạp luôn đấy à? Anh xin lỗi. Tại vì anh có đuôi. Anh làm gì mà bị người ta theo dõi? Chuyện dài lắm. Đến là lúc nào đó anh sẽ nói với em. Em cứ tin, bạn của em chắc chắn không phải là người xấu. Dạ em nghe. Mình mà mạnh tay quá, nhỡ bọn nó thịt thằng kia thì sao? Thế ạ? Việc anh em thông tin tôi không thể nào hiểu nổi. Báo cáo anh, thực ra tôi rất áy náy về việc này, nhưng qua điện thoại không nói được hết ý. Vụ thằng Triều nó đề xuất xin chưa công khai việc nó ra khỏi trang trại. Tôi nghĩ chắc chắn là nó phải có cái lý do hợp lý nó mới đề xuất như vậy. Còn với con người nó rất là kín kẽ, thận trọng.
Nhưng đó là chuyện gì? Báo cáo anh, nó nghi Tây Tuất phá đám. Sao? Sao nó lại nghĩ thế nhỉ? Tôi cũng chưa chắc lắm. Thực ra tôi cũng đã thoáng nghĩ đến điều đó, nhưng chưa có cơ sở. Không cẩn thận nhìn gà hóa quốc, rồi nó sẽ phá vỡ hết sự đoàn kết nội bộ. Dạ, tôi hiểu. Chẳng qua chỉ là những linh cảm không hay thôi. Linh cảm như thế nào? Dạ, chỉ về đơn vị tôi thôi. Hình như các ông phó của tôi đã bước vào cuộc đua thay tôi. Việc này bên tỉnh cũng đang ép tôi đấy. Nhưng mà ý anh là trong cuộc đua này sẽ xảy ra những chuyện bất ngờ? Tôi cũng chưa chắc lắm. Chỉ là những cảm giác không ổn thôi. Theo anh thì giữa thằng Tuất với thằng Hoàng như thế nào? Hoàng thì hơi chậm, cầu toàn, ít sáng tạo trong công việc. Bản chất cậu ta thì hiền lành, sống dĩ hòa vi quý, được lòng anh em. Còn Tuất sắc sảo, nhưng sao? Nhưng có vẻ hãnh tiến và nhiều thủ đoạn. Ngày xưa trước khi về hưu, sếp mình đã từng nói là dùng thằng Tuất như dùng dao, đứt tay có ngày chẳng hay. Nhớ chứ sao không? Thực ra thì tôi đang rất lo về đội ngũ kế cận anh em mình. Chỉ tiếc là đám thằng Triều, thằng Thắng còn trẻ quá. Chứ nếu không á, chỉ có nó mới xứng đáng cầm cái ở cái đơn vị mũi nhọn này. Dạ, tôi hiểu. Thật ra tôi rất tin vào bọn trẻ. Đám thằng Thắng, thằng Vũ, thằng Triều chỉ cần dăm ba năm nữa thôi, anh có thể có trong tay một đội ngũ chỉ huy ngon lành. Chúng rất nhiệt huyết với công việc, nhưng quan trọng là làm việc với cái tâm trong sáng, vì người dân, vì ngành. Ngày đó thì tôi cũng nghỉ hưu được mấy năm rồi. Sếp mới thì sẽ có cách nhìn và cách dùng người khác ta. Dạ. Nhưng mà thôi, còn cái việc ở đơn vị anh ấy, anh hay cứ đứng trung dung đi, không nghiêng về ông phó nào cả, để cho họ phải tự phấn đấu, tự cố gắng để tích điểm. Cái giỏi của nhà tổ chức ấy, là làm cho ai cũng cảm thấy mình có cơ hội. Vâng, tôi hiểu. Dạ chào anh, chào chị. Thưa anh, hôm nay đồng loạt các báo, từ báo chính thống cho đến báo điện tử, đều đưa tin về hệ thống các cửa hàng điện tử Huy Đạt đã bị công an niêm phong và khám xét rồi ạ. Tay Tuất này làm ăn chuyên nghiệp đấy. Dạ, không dừng ở đấy đâu ạ. Ngày mai sẽ là loạt bài làm bung bét hết tất cả các dự án treo của Huy Đạt. Em nghĩ chỉ cần trong vài ngày tới đây thôi, tên Hùng sẽ hạ mình để mời anh Huy nhận gói thầu ạ. Dự án của thằng Quy nó chỉ là một bài toán để chúng ta test thôi. Nó không phải là cái dự án trăm tỷ. Phân tích kỹ đi xem nào. Dạ em hiểu rồi. Đó đơn giản chỉ là một bài test để coi trong họ có ta như thế nào, có phải không ạ? Ừ. Phân tích tiếp đi. Dạ em nghĩ là qua cái bài test đó cho họ biết về vị thế của ta như thế nào, cũng như là những khả năng tiềm lực thật sự của ta, qua đó để làm việc với gói thầu của anh Quý. Thông minh lắm. Dạ. Bé Lư, ra chú nhờ một chút. Chiều nay cháu có vào trong trang trại không? Đưa hộ
chú cái này cho người dạy võ nhé. Anh Lâm à. Có chuyện gì đấy ạ? À, anh trêu cháu nó một chút thôi. Các con chưa nghe được tiếng của người kinh đâu. Anh có cần em phiên dịch cho không? À, không cần đâu. Thôi cô giáo vào nhà chuẩn bị ăn cơm. Có lẽ lát nữa bọn tôi phải xuống huyện mất mấy ngày. Xin phép các cô luôn. À vâng, thế thì mình lên trên nhà ăn cơm để cho các anh còn đi có việc nhá. Với lại hôm nay cảm ơn các anh đã bổ giúp chị em chúng em đống củi to quá. Không có gì. Thế nhé. Con đi về đi. Chú ơi. Sao cô? Có gì cho chú? Gì đây? Mày đang ở đâu? Ra đầu cùng ấy. Chẳng biết là các anh ấy có chuyện gì, tự nhiên lại đi vội vội vàng vàng như thế, lại còn đem hết cả đồ đạc đi nữa chứ. Các anh ấy phải lên huyện mấy hôm để tìm lại dữ liệu bị mất, rồi sẽ về sớm mà. Các anh ấy ở đây đang vui, bây giờ tự nhiên lại đi, chị thấy buồn quá. Thằng ở với các cô mấy hôm nay, chúng nó đâu? À, các anh mới lên huyện để lấy số liệu về báo cáo ạ. Chúng nó đây làm cái gì? À, các anh ấy là giáo viên ở dưới Hà Nội, lên đây làm đề tài khoa học ạ. Chúng nó là chồng các cô có đúng không? Ê, không không, họ được bạn tôi giới thiệu đến đây thôi. Họ ở đây được mấy hôm, chứ cũng chưa đi đâu ạ. Chuyện gì đấy các anh? Này! Xuống xe! Có chuyện gì đấy các anh? Chúng mày ở đâu? Đến cái bản này làm gì? Bọn tôi là giáo viên ở bản. À, chúng mày vừa ở lớp cấm bản xuống phải không? Phải không? Bình tĩnh anh ơi, anh ơi bình tĩnh anh ơi. Phải thì sao, mà không phải thì sao ạ? Còn mãi à mày, thằng ngày nào nhở? Anh ơi, từ từ, anh có gì từ từ nói ạ. Anh ơi, cứ bình tĩnh ạ. Anh ơi! Đúng rồi! Này! Có gì từ từ nói ạ. Đứa nào? Đứa nào viết tờ giấy đây? Tờ giấy này không phải của bọn tôi. Chắc là các anh nhầm rồi. Nhầm. Ôi, anh bình tĩnh anh nhầm. Bác Tài, mở cửa xe. Dừng lại! Mày đây! Dừng lại đi! Tao là bố chúng mày! Dừng lại!
báo công an đi. Không phải công an đi, không phải công an đi. Sắp đâm nhau. Hai người đi đi. Đi ngay đi. Vi ho đan với thành phần thảo dược thiên nhiên dùng cho người bị ho gió, ho khan, ho có đờm, viêm phế quản, viêm họng, khản tiếng. Nay đã có Vi ho đan kit dùng cho trẻ em bị cảm lạnh, ho do lạnh, ho có đờm. Dược phẩm trung ương 3 trao sức khỏe, gửi niềm tin. Tuổi tác, môi trường, ánh sáng nguy hiểm từ các màn hình khiến mắt mờ, mỏi, khô, nhức thậm chí mù lòa. Quýt với tinh chất quý propofan thiên nhiên bảo vệ võng mạc và thủy tinh thể cho mắt sáng khỏe. Quýt tăng cường thị lực, giảm mờ, mỏi mắt. Viêm khớp dạng thấp gây cứng, sưng, nóng, đau dữ dội các khớp, nhất là cổ tay, cổ chân, bàn ngón tay chân, thoái hóa khớp gối gây lục cục đau cứng khớp, nhất là khi đứng lên, ngồi xuống, thoái hóa đốt sống cổ gây lạ xạo, đau cứng cổ gáy, vai, cánh tay, bàn tay, thoái hóa đốt sống lưng gây đau lưng âm ỉ hoặc từng cơn đau thần kinh tọa, tê bại chân tay. Đau khớp là bệnh mãn tính có thể gây biến dạng khớp tàn phế. Xương khớp nhất nhất tăng khí huyết thông kinh lạc, chỉ viêm khớp dạng thấp, thoái hóa khớp gối, thoái hóa gai đôi cột sống, làm hết sưng đau cứng khớp, tê bại chân tay, hạn chế hiệu quả bệnh khớp tái phát. Xương khớp nhất nhất là thuốc điều trị. Nhầm, ho, khó thở là triệu chứng ở người mắc bệnh như hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mãn tính. Bảo khí khang giúp giảm tái phát hen suyễn, viêm phế quản mạn, phổi tắc nghẽn mãn tính COPD. Nghiên cứu lâm sàng kết luận bảo khí khang giúp 96,7% người dùng giảm nhầm, ho, khó thở. Viêm loét dạ dày, tá tràng gây đau nóng rát vùng thượng vị, đau có thể âm ỉ hoặc dữ dội từng cơn. Tá tràng đau lúc đói, nhất là lúc nửa đêm gần về sáng. Dạ dày đau sau khi ăn, nhất là khi ăn nhiều chất chua. Viêm loét dạ dày, tá tràng gây đầy hơi, chướng bụng, nặng bụng, ăn không tiêu, chán ăn, ợ hơi, ợ chua, buồn nôn, nôn mửa, nóng rát thượng vị, rối loạn tiêu hóa, mất ngủ do bụng đầy, đau về đêm, bệnh dễ tái phát và ngày càng nặng. Thuốc đông y dạ dày nhất nhất điều trị hiệu quả viêm loét dạ dày, tá tràng cấp mãn tính, làm hết đau bụng, khó tiêu, đầy bụng, chán ăn, ợ, giúp hạn chế bệnh tái phát. Dạ dày nhất nhất. Azimayo là mayonnaise ngon lành, sánh mịn. Wow, chấm Azimayo ngon lắm mẹ ơi. Azimayo làm từ trứng gà tươi và giò thực vật, cùng Azimayo thêm yêu bữa ăn gia đình. Tôi bị tiểu đường nhiều năm, mỗi lần bị vết loét điều trị bằng thuốc kháng sinh, kháng viêm rất lâu, phải 3-4 tháng mới khỏi. Nhưng khi uống thuốc hoạt huyết chữa chóng mặt thì tôi ngạc nhiên nhận thấy vết loét khỏi rất nhanh, chưa đầy 1 tháng. Không lẽ thuốc hoạt huyết làm tăng hiệu quả của thuốc kháng sinh, kháng viêm điều trị vết loét? Máu lưu thông dẫn thuốc điều trị, tế bào miễn dịch, oxy dưỡng chất đến các tế bào cơ quan khắp cơ thể. Thuốc hoạt huyết đông y thế hệ 2 tăng cường mạnh mẽ lưu thông máu nên dẫn nhiều thuốc hơn đến vùng tổn thương, tiêu diệt mầm bệnh, giúp bệnh lành nhanh hơn hẳn. Đó là lý do tại sao uống thuốc hoạt huyết kèm kháng sinh, kháng viêm giúp các bệnh viêm loét, vết mổ lành nhanh hơn. Uống thuốc hoạt huyết kèm thuốc khớp giúp khớp hết đau nhanh hơn, kèm thuốc dạ dày giúp dạ dày khỏi nhanh hơn, kèm thuốc trĩ giúp trĩ co nhanh hơn, kèm thuốc trị viêm gan giúp bệnh lành nhanh hơn, kèm thuốc bổ giúp hồi phục sức khỏe nhanh hơn. Đó cũng là lý do mà khi kê đơn, nhiều bác sĩ kê thêm thuốc hoạt huyết để gia tăng hiệu quả của thuốc điều trị, thuốc bổ, nhất là với người trung cao tuổi, tuần hoàn suy giảm. Thuốc hoạt huyết nhất nhất tăng cường mạnh mẽ lưu thông máu, dẫn thuốc khắp cơ thể, làm tăng rõ rệt hiệu quả thuốc điều trị, thuốc bổ hoạt huyết nhất nhất. Đọc kỹ hướng dẫn khi sử dụng. Tiểu đêm, tiểu nhiều lần, xón không kiểm soát là triệu chứng ở người bị bàng quang tăng hoạt, OAB và người lớn tuổi. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ích niệm khang giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, xón không kiểm soát và bàng quang tăng hoạt OAB. Bé Quang Anh bị viêm amidan, sốt, mệt, cổ họng sưng đỏ, nuốt rất đau, mẹ xịt xịt họng cho bé và chỉ sau 4 ngày amidan đã khỏi. Bị viêm họng hạt nên anh Tuấn thấy họng hướng ngứa, khô rát và ho nhiều, nhất là vào buổi sáng. Anh xịt xịt họng liên tục và chỉ sau hơn 1 tháng các hạt viêm đã biến mất. Cô Ngân rất mê dùng xịt họng, bị ho, ngứa họng, đau rát họng, cô xịt trước khi đi ngủ, cô xịt thay đổi thời tiết hay uống đồ lạnh, cô cũng xịt để đề phòng viêm họng ho. Xịt họng nhất nhất thường cắt ngay cơn ho trong 10 phút, giúp giảm nhanh viêm họng, viêm amidan cấp mãn tính. Hãy xịt ngay khi ngứa họng để ngăn chặn cơn ho. Năm tháng trôi qua, chức năng của thận dần suy giảm, gây ra các chứng như đau lưng, mỏi gối, tiểu tiện nhiều lần, sinh lý yếu. Với chiết xuất từ các thảo dược Sâm Nhung Bổ Thận Trung Ương 3 dùng cho cả nam và nữ trong các trường hợp thận hư, thận yếu, tiểu tiện nhiều lần, sinh lý yếu. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Sâm Nhung Bổ Thận Trung Ương 3 trị chứng thận hư, thận yếu. Sản phẩm này không phải là thuốc, có thể tiếp tục như vậy. Theo thời gian, phụ nữ mất dần tự tin do suy giảm sức khỏe, sắc đẹp, đặc biệt làn da khô sạm, xuất hiện nếp nhăn vì hư tổn cấu trúc nền của da. Sâm Acelacol tăng cường hoạt động hệ trục não bộ tuyến yên buồng trứng, bổ sung tinh chất Lycopodomos thiên nhiên, bảo vệ tái tạo cấu trúc nền của da, giúp da mềm mịn, căng sáng từ bên trong.
sâm Acelacon, sức khỏe, sắc đẹp và sinh lý nữ. Nhục, nhục quá. Trời ơi, sao tôi lại nhục thế này? Im cái mồm đi, nhục cái gì mà nhục. Võ thật, bộ đức mà đen quá. May mà anh em mình không va phải thằng này. Hôm nay mà không có ông ý thì ông bị mấy thằng kia băm viên rồi. Đúng là cái đồ. Cái đồ gì? Đồ, đồ vô ơn. Chứ còn đồ gì nữa. Này, anh là còn sĩ diện à? Mày nói cho cẩn thận đấy. Quay lại xem bốn thằng nói thế nào đi, rồi về báo sếp. Thôi, cái mẹ chúng nó. Gọi Trường Tuân để ông ấy lo. Mày làm sao đấy? Toàn là quân nhà mình. Bắt xe ông quay lại đi. Có khi phải đưa nó đi bệnh viện cấp cứu đấy. Ừ, thì đi. Cháu gửi tiền. Tôi tuy lìu tìu nhưng vẫn biết thế nào là tốt xấu nhá. Tao bảo mày ăn nói cho cẩn thận. Mày có thích? Làm sao? Anh dọa tôi à? Mày có thích ra khỏi ngành không? Hả? Ôi giời ơi, tôi mà ra khỏi ngành ấy, tôi mà đứt đi thì ối người ướt theo nhá. Đi cả đám, đi cả dây nhá. Tôi sắp đách sợ gì nữa rồi. Anh thừa biết rồi đấy, tôi không có mồm à? Hả? Thằng chó, khách của lão Trư này. Biết rồi mày. Sáng giờ, sáng giờ mày quốc rồi đúng không? Sáng giờ có một quốc thằng chó ơi. Thế nào, đi đường mệt không? Cũng bình thường anh ạ. Nãy có vụ tẩn nhau kinh quá. Ở đâu? Cách đây 3 cây. Có một nhóm xuống vào đâm chém 2 thằng nhà quê. Em xuống can, nó chém cả em. Tức quá, em cho 4 thằng đo đường luôn. Bọn nào nhỉ? Biết chết liền. Thôi, quay lại phòng cũ, tắm giặt rồi nghỉ ngơi. Lát anh chưa về ta bàn việc. Vâng. Mày đánh anh em tao có chết thật không? Anh chưa đi vắng. Chúng mày tự tiện xông vào phòng người khác như thế, không có phép tắc gì cả. Nhưng đã đến đây rồi thì vào luôn đi. Còn lợn lẽ. Lợn đi, dừng lại. Mấy thằng kia, ai chúng mày vào đây? Cút! Anh, lò anh em của em gần chết. Tao không biết em mày là thằng nào. Cái thằng mà mày đánh ở đường ấy. Mấy cái thằng ngoài đường chém người ta gần chết. Tao vào can, nó chém cả tao. Thử hỏi có tha được không? Tao nói thật, 4 thằng đấy tao muốn giết thì chết lâu rồi. Đấy là tao chỉ cảnh cáo thôi. Còn bây giờ chúng mày muốn gì, tao chấp luôn cả dao đấy. Còn lợn này. Thôi, chúng mày biết đấy. Ông Trư mà về bây giờ ấy, thì cái mạng của chúng mày khó mà giữ ấy. Biến đi. Cái đám đánh nhau mà em nói đây à? Hóa ra đều là người của anh Trư cả. Thần đắc tội rồi. Em chỉ nói đúng một tiếng thôi,
Chúng nó đã xông vào chém em rồi. Anh biết tính em rồi đấy. Cái đám cỏ rác này làm sao chịu được ba đòn của em. Thôi, nghỉ đi. Lát anh chưa về rồi nói chuyện. Vâng. Tao đi bới có mấy ngày mà ở nhà loạn thế này à? Thế mấy thằng kia bây giờ thế nào rồi? Dạ thưa anh, chuyển hết ở bệnh viện huyện rồi anh ạ. Nhưng cứ tình hình này chắc phải chuyển đi tỉnh. Vì thằng Hùng ra đòn hiểm quá, vỡ hết cả ấm chén của bọn nó. Có thằng còn bị chọc vào mắt, đến bây giờ vẫn chưa mở ra được ạ. Đầu đuôi thế nào? Dạ, ô tô đang chạy trên đường, phải dừng lại. Vì tụi thằng Kiên chém hai thằng kia giữa đường. Thằng Hùng nhảy xuống can, bị chúng nó phang luôn. Nó đánh tụi kia nhanh quá, tụi em không nhìn thấy kịp ạ. Thế chúng mày có hỏi thằng Kiên vì sao chém hai thằng kia không? Theo em biết thì là vây quạt xe trên đường, thế là Quân nhà mình phang luôn. Lúc chiều em có cho Quân vào viện để hỏi thằng Kiên, nhưng vì nó đang phải nằm trong phòng cấp cứu nên chưa hỏi được. Chắc phải vài ngày nữa anh ạ. Thế bọn thằng nào cầm dao vào chém thằng Hùng? Dạ, chính là ba thằng này à. Bọn mày đi làm phản à? Đó là khách đặc biệt của tao. Tao cấm thằng nào đụng đến nó khi tao chưa bảo. Rõ chưa? Dạ. Từ giờ sắp tới, dám món mày đến đây nữa, tao giết hết. Cút hết đi. Nếu mày thấy trường hợp đó xảy ra, mày có ra tay cứu người không? Thế cảnh gì ạ? Đánh nhau trên đường. Dạ. Thôi, đại ca cho em xin ạ. Em chẳng dại. Thế mà sao đại ca lại hỏi thế ạ? Thế thì thằng này có hai khả năng. Một, nó là cớm. Vì mấy thằng cớm thường hay có thói quen can thiệp chuyện ngoài đường. Nhưng mà không giấu được, chuyện đó sẽ dễ bị bại lộ. Hai là đưa chúng nó vào đây. Cô giáo đây à? Mày nói tao nghe, hai thằng đó là thằng nào? Hiện đang ở đâu? Vẫn biết trong đêm hình bóng riêng mình ta, vẫn nhẹ bước trên phong trần, trống vắng yêu thương chìm sâu những lặng cấm. Hẹn mai sau sẽ lặng lẽ đến bên người. Hai, ta cố nhận hai. Tìm mình trong cơn mưa. Trong phong lòng ta dục lửa khát khao, tìm mình trong băng giá bao ngày sau, từ trong cốc nín bao cồn cao, miền xưa quên nhớ những hẹn thề, mình ta soi bóng trên lối về, đồng hành trong những bước chân cỏ dại. Cậy thần, thần cậy cây giá. Công an phải là hiệp sĩ bảo vệ người dân chứ.